Ngày hôm nay em sẽ nốt lại cho anh chị em ba cổ phiếu rất dễ có một cây trần trong giai đoạn sắp tới mà anh chị em tuyệt đối không được bỏ qua. Và lời nói đầu tiên em gửi một lời chào cũng như là một lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh chị mình đang xem video ngày hôm nay. Hôm nay là phiên thứ hai đầu tuần, thị trường của chúng ta có rất nhiều điều mà anh chị cần phải lưu tâm. Thứ nhất, những cổ phiếu kênh trên tiếp tục bước vào những giai đoạn nước rút. Thứ hai, thị trường liên tục có những cái nhóm ngành bùng nổ thay phiên nhau kéo đi lên. Thứ ba, một số cổ phiếu trong những ngành bất động sản bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin xấu và tiếp tục phá đáy. Và liệu hiện tại thị trường của chúng ta có những cái hành động nào sao cho phù hợp? Tất cả sẽ được bật mí trong video ngày hôm nay. Nên là anh chị em phải xem đến cuối video ha. Và quên nữa, trước khi đi vào phần nội dung chính, anh chị dừng khoảng 3 giây. 3 giây thôi anh chị em. Để làm gì À? Để mọi người ủng hộ một cái nút like nè, đăng ký kênh và chia sẻ. Cũng như chúng ta sẽ gặp nhau trong nhiều những cái video cực kỳ giá trị khác và bây giờ em cùng với quý anh chị em sẽ đi tổng hợp qua một vài cái thông tin trong phiên ngày hôm nay ngày hôm nay anh chị thấy là nước ngoài bắt đầu quay trở lại bán tôi nói khá là nhiều với một cái khối lượng 2.264 tỷ chủ yếu đến từ bán HDBank, FBT, STB, SAB rồi MWG, Masan, VRE chủ yếu là em thấy là bán mà cái tính chất là thỏa thuận rất là nhiều còn cái số liệu của tự doanh thì trong cái phiên thứ sáu tuần trước họ bán khoảng 63 tỷ còn ngày hôm nay thì những cái số liệu mới thì em vẫn chưa có cập nhật Tuy nhiên về em nghĩ rằng ngày hôm nay tự doanh cũng là một cái phiên có thể là bán rồng nhẹ và chiều hướng mua vào là đối với những nhà tư cá nhân trong nước. Và thị trường có 243 mã tăng, 214 mã giảm và 48 mã dự tham chiếu. Thì anh chỉ thấy là cái sắc xanh nó vẫn đang chiếm ưu thế đúng không ạ? À? 48% là những cái mã cổ phiếu tăng. Trong đó là có Tiên Phong Băng, Hà Đô, rồi Đạm Cà Mau, rồi Vox, rồi ORS, rồi, rồi Pau, rồi GEG, e, rồi BLX. Còn bên chiều hướng giảm là có Đức Xanh, này, VRE, này, rồi ds e, này, DIG nè, VB Bank. Tại thị trường hiện tại đánh khá là khoai, nên là anh chị em cần phải có những cái chiến lược sao cho nó phù hợp. Còn bản chất những cái mã mà đóng góp chính với thị trường á, thì có GVR về cuối phiên ATC thì tăng khoảng gần 4% nè. BLX nè, tăng ở đó bao nhiêu ạ? À? Gần 5.8%, rồi MWG cũng kéo, đúng không ạ? À? giờ hôm nay kéo tăng hơn 2% nè Rồi bên chiều hướng giảm là có những cổ phiếu như là Khang Điền giảm gần 3% Rồi VRE đè trụ ngược lại giảm khoảng, khoảng 2.4% Và với những cái trạng thái này của thị trường Anh chị sẽ thấy là một phần thì nó kéo chỉ số Còn một phần thì nó đạp lại những cái mà cổ phiếu mít cáp Để dẫn đến thị trường nó có một cái thế là tiến thoái lượng nan Tức là tăng thì nó cũng không tăng mạnh đâu Nhưng mà giảm thì nó cũng không có giảm sâu Rồi và bây giờ em cùng với anh chị mình đi phân tích kỹ về thị trường Để mà chúng ta có những cái góc nhìn nó tổng quan À, thứ nhất thì anh chị thấy là cái thanh khoản của thị trường hiện tại bắt đầu quay trở lại cao dần. À, những cái mốc là 660 triệu cổ phiếu. Đây là một trong những cái mốc trung bình của 15-20 phiên quay trở lại. Chứng tỏ gì ạ? À? Chứng tỏ dòng tiền đang có sướng chạy vào thị trường sau những giai đoạn đứng ngoài, sau những giai đoạn ép cắt lỗ đây và nhà tư không chịu được nổi nữa. Đúng không ạ? À? Mình bắt đầu mình mua gom này rồi. Những anh chị em nào mà mình thấy là ở giai đoạn vừa qua thị trường nó tăng trong nghi ngờ anh chị sợ sập thì em nghĩ rằng ngày hôm nay khoảng 80% anh chị cũng à, mua vòng ít với những cái vùng này thì nó mới có những cái tình trạng là thanh khoản ngày càng tăng lên và bản chất thị trường á <laughs> ngày hôm nay á có lúc trước 2h30 à, thì như, hình như là thị trường tăng khoảng à, 3 điểm nữa mà nhưng mà trong ATC thì thị trường của chúng ta rụt đầu một tí tăng khoảng à, 0.52 điểm thôi thì với những cái trạng thái này của thị trường thì em cũng đã phân tích cho anh chị em mình rất kỳ Tuyệt đối không tập trung vào chỉ số mà anh chị em cần phải tập trung về gì ạ? À? Tập trung về những cái cổ phiếu giúp em. Ví dụ ngày hôm nay ngôi sao về cái nhóm ngành phân bón hóa chất, những cổ phiếu như là LAS bật tăng trần, rồi những cổ phiếu Đạm Cà Mau cũng tăng trần, Đạm Phú Mỹ cũng như vậy, rồi BFC hay là DGC hay là những cái cổ phiếu CSV có một cái phiên trần thứ tư đúng không ạ? À? Rất nhiều những cái cổ phiếu hóa chất phân bón à, bật tăng và anh chị mình thấy á, trong giai đoạn này thị trường của chúng ta tuy là chưa vượt được cái đỉnh một nghìn chưa về được những cái vùng đỉnh cũ những cái vùng kháng cự cũ trên đây nè mà rất nhiều những cái cổ phiếu thay phiên nhau vượt đỉnh những cái cổ phiếu như là đạm cà mau anh chị mình thấy nắm nắm những cái cổ phiếu này á nó có những pha lên bị bán rụt đầu nè lên bị bán rụt đầu đúng không mà lên bị bán rụt đầu nhưng mà quan điểm của em á thị trường nó sẽ làm cho anh chị em không bán là anh chị mất lại cho đến khi anh chị bán ra cổ phiếu nó tăng ngược lên trở lại đấy và những cái cổ phiếu đạm cà mau thì anh chị biết là hệ thống các hàng em mua từ đầu tháng 5 đến thời điểm hiện tại mình mua từ những cái vùng phía dưới nè mua từ những cái lúc mà cổ phiếu nó còn ở những cái quá trình spring với những câu chuyện gì à? câu chuyện giảm tự chuyển đổi từ thuế tiêu thụ đặc biệt sang 5% phần trăm vat câu chuyện về tăng sản lượng sản xuất phân ure rồi à, phân kali rất nhiều những cái câu chuyện hay của những cái doanh nghiệp đạm cà mau thì hệ thống khách hàng em mua từ những cái vùng khoảng 30 mươi anh chị đấy tính thời điểm hiện tại là lãi khoảng hơn 25% rồi để chia sẻ anh chị một số hình ảnh tại room khách hàng nè anh chị em từ điểm mua đạm cà mau hiện tại là 25% chờ 35 40% tính chuyện chốt lợi nhuận sau đây là room hệ thống bán hàng no chat bên em thì chứng tỏ em muốn chia sẻ cho anh chị một cái vấn đề là gì khi mà anh chị đầu tư á cái việc của anh chị không phải là anh chị mua ở những cái vùng này lên đây anh chị mình bán đâu anh chị em hay là anh chị mua những cái vùng phía dưới lên đây anh chị mình bán vì em tin chắc luôn nhiều khi anh chị bán ở những cái vùng này nè anh chị bán ra xong rất nhiều những cổ phiếu thay phiên nhau vượt đỉnh liên việc boss băng vượt đỉnh đúng không ạ à? thị trường chưa về đỉnh cũ mà cổ phiếu nó vượt đỉnh rồi cổ phiếu gì nữa à, những cái cổ phiếu như là nam từ liêm đi anh gì thấy thị trường chưa về đỉnh cũ mà cổ phiếu đã quay về đỉnh cũ trước rồi hay là csv nó có bốn cây trần rồi à, những cái cổ phiếu như là last cũng như vậy liên tục vượt đỉnh trước cả thị trường chung nên cái góc nhìn mà em muốn chia sẻ với anh chị em là anh thì mua vì gì bán vì đó mua về cái tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp thì đương nhiên những cái pha rung lắc nó không làm thay đổi cái cốt lõi tình hình kinh doanh. Đúng không? Ví dụ những cái doanh nghiệp như là phân bón nó có những câu chuyện về thuế VAT thì chẳng lẽ một cái phiên này giảm mười mấy điểm thì doanh nghiệp nó không được chuyển đổi từ thuế chịu tiêu, tiêu thuế tiêu thụ đặc biệt sang chuyện chịu thuế là VAT năm Đúng không ạ? À? Rất nhiều những cái mà cổ phiếu nó có trạng thái tương tự, hoa sen cũng tương tự đúng không ạ? À? Nó bắt đầu quay về những cái vùng đỉnh cũ rồi, hay là năm kim đi anh chị nhìn cái cách nó đánh nè nó rủ cho anh chị bao nhiêu phần trăm 13 phần trăm sau đó, bắt đầu quay ngược trở lại tăng bao nhiêu phần trăm rồi 8 phần trăm rồi đấy nó chỉ cần cách cái định cụ khoảng 56 phần trăm thôi đúng không mà đấy khoảng bảy phần trăm là bắt đầu gì anh chị là mua trên đây thì à, mọi người cũng đã về bờ và bản chất của thị trường trong giai đoạn này đó là cái sự phân hóa và khi thị trường phân hóa có một ngành tăng có một ngành giảm nó sẽ kìm nén lại thị trường thì ở những cái vùng này em cũng chẳng có hy vọng rằng là à thị trường nó phải tăng mạnh đâu vì em biết cái thế của thị trường chỉ cần đi ngang nhưng có rất nhiều những cái cổ phiếu thay phiên nhau bùng nổ nên là nếu anh chị em nào mình còn đang cầm tiền anh chị chưa biết mua cổ phiếu nào thì anh chị mình chú ý đi tí nữa em sẽ nói lại cho anh chị ba cái cổ phiếu cần phải lưu tâm đặc biệt mà anh chị nào mình chưa có cổ phiếu thì video ngày hôm nay cực kỳ hay dành tặng cho anh chị em hay là anh chị nhìn những cổ phiếu mời bây giờ đây là những cái cổ phiếu kênh lên đúng không ạ à, xu hướng này là xu hướng tăng cả thì khi mà nó đi ngang ở những cái vùng mình này nè em phải tổng bán hàng mình mua lót mà mua những cái vùng khoảng 61 đấy và ở thời điểm hiện tại mình cũng nằm gai nắm mực những cái pha trồi sụt trồi sụt tới điểm mình tại mình mới lại gần 10% phần trăm với mwg nó không có đơn giản đâu anh chị em đó là từng giai đoạn anh chị sẽ ch lựa chọn cho mình một cái chiến lược nó phù hợp và không chỉ là những cái cổ phiếu ngành phân bón ngày mai nó tăng những cổ phiếu ngành uh, cảng biển vận tải nó cũng tăng ví dụ như là VOD này nhưng mà nó đang có những cái trạng thái về dao động tương đối khá là lỏng và khối lượng của nó khá là to thì em cũng không có chơi cổ phiếu làm gì cả anh chị em nào có hàng sẵn anh chị em mình cứ dự còn mua trên những cái vùng này quan điểm em để mà anh chị đi vốn lớn nó sẽ không an toàn nên là nên là em không có nghĩ anh chị mua trên những cái vùng này ví dụ anh chị mua một tỷ mua những cái vùng phía dưới thoải mái ngay những cái vùng nền nó thoải mái nhưng anh chị mua một tỷ mà trên những cái vùng này nha thị trường chỉ cần hắt hơi sau mũi cổ phiếu nó có thể quay đầu lắp gáp ngay bất cứ lúc nào nên em nhắc lại chỉ phù hợp cho anh chị em là mình có hàng sẵn thôi hay là HAH cũng như vậy BVT cũng như vậy đấy BVT hệ thống hóa này em mua từ những cái điểm này nè tới điểm tài lãi khoảng 90% mua từ những cái điểm chân này nè cái điểm nổ này. Đấy, lãi khoảng 90% mà anh chị biết cầm đổ cả mồ hôi, sôi cả nước mắt đúng không ạ? À? Nó đi ngang lên xuống lên xuống mình đâu có bán đâu. Hay là những cổ phiếu TCH cũng như vậy nè. Mua từ những cái điểm phía dưới đúng không ạ? À? Lên xuống rung lắc rung lắc mình cũng đâu có bán với những cái cổ phiếu này làm gì cả. Vì em biết được cái câu chuyện tăng trưởng nó vẫn còn. Từ đây đến cuối năm quý 3 quý 4 Hoàng Huy nó vẫn bút được cái lợi nhuận từ những cái dự án đang bán gói đầu của nó Thì khi mà nó bán được hàng, lợi nhuận nó có, doanh thu nó có Thì không thể nào mà giá cổ phiếu nó cắm đầu được anh chị em Đúng không ạ? À? một cổ phiếu nó tăng tăng do đâu tăng do sự tăng trưởng của doanh nghiệp tăng trưởng doanh nghiệp đến từ đâu đến từ doanh thu mà doanh thu được cấu thành từ gì sản lượng và giá bán một là giá bán tăng hai là sản lượng tăng còn nếu giá bán và sản lượng đều tăng thì sao thì giá cổ cổ phiếu sẽ bốc đầu như là những cái cổ phiếu ti sát nè cái giá bán nó không tăng nhưng mà cái sản lượng nó có được không mà thì nó sẽ góp phần cải thiện về doanh thu và khi nó góp phần cải thiện doanh thu thì những cổ phiếu này lên những cái vùng 22, 23 là bình thường nhưng nó phải cần thời gian được không ạ à? Tuy nhiên một vài cổ phiếu như là những bất động sản Đức xanh nè, anh chỉ thấy những cái thông tin liên quan đến trái phiếu đúng không ạ? Thì nó bị bán giảm 4%. Nhưng mà em có tìm hiểu thì em thấy là những cái thông tin đấy nó được gọi là một trong những cái thông tin chưa chính thống, chưa có những cái văn bản nó chính thức gì cả. Đức xanh nghĩa là DSS là dịch vụ Đức xanh, nhưng mà nó lại bị bán phản ứng với một cái thông tin và với cái lực bán tôi nói khá là lớn thì em cho rằng đây là cây bán tháo với cái khối lượng rất là to thì không thể nào mà chúng ta nói nói nó là nó tích cực được vì nó đang ảnh hưởng bởi những cái thông tin mà nó làm em nhớ đến cổ phiếu STB đâu đây nè đây nè đấy nó cũng bị ảnh hưởng bởi những thông tin và sau đó nó bị bán dí khoảng 10 phần trăm này dí cho nhà tư xuống khoảng gần 10 phía dưới đây thì nó mới bắt đầu nó phục hồi ngược lên vậy nếu anh chị mình còn cầm đất xanh anh chị còn cầm DS thì anh chị xử lý như thế nào theo quan điểm em nếu anh chị mình không bị căng mà xin thì ok anh chị mình chờ những cái cái pha cân bằng lại của nó đương nhiên là nó phải tiếp tục nó nhúng rồi chờ những cái pha cân bằng của anh chị mình đi xử lý bán ở sau còn nếu anh chị bị căng và hoặc là anh chị cầm tỷ trọng nó bé thì thôi, coi như là mình cắt lỗ mình bán nó quắt đi cho rồi. Đấy, đức xanh hay là DXS cũng tương tự ha. Thấy nó quay về những cái vùng nền của nó thì những cái thằng này nó đang bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin mà khi cổ phiếu ảnh hưởng thông tin thì nó thật anh chị là khó đấy mà mình phân tích lắm. Đúng không ạ? Một không căng mà zin thì đợi nó cân bằng phục hồi là rồi lên anh chị mình bán. Nó giống như con gì? Nó giống như con uh, gas nè. Đúng không ạ? Rủ nè, đi ngang là lên này. hay là giống con STB đó, đợi nó mất thời gian nó cân bằng này, hấp thụ thông tin xong thì nó sẽ lên. Hai là anh chị mình cầm tỷ trọng bé thì thôi bán nó đi, đừng để bị chung vốn tập trung cho những cái cổ phiếu khác. Được không à Một vài cổ phiếu bất động sản nó cũng bị vả lây như là DG này, giảm khoảng gần 2%, quay về những cái vùng đáy cũ nhưng mà khối lượng nó không có ra. Khối lượng những cái vùng này em giá nó cũng tương đối khá là thấp rồi. DBG à đúng, à BDR đúng không ạ? Giảm 3% quay về những cái vùng đáy cũ, thanh khoản của nó thì nó cũng không có cao ở những cái vùng này quan điểm em á là nó bị gọi là là ảnh hưởng ngắn hạn chung với cái ngành của nó thôi hỗ trợ cứng của nó vẫn nằm ở những cái vùng phía dưới nên là quay về đây cái xác suất mà nó có cầu vào á để nó phục hồi ngược lên á em đánh giá em sẽ thiên hướng cái cái xác suất đó hơn so với cái việc là à, nó cứ bị đục thủng vào những cái vùng phía dưới mãi nên là nếu anh chị mình còn cầm những cổ phiếu này anh chị chặn cái mức giá là khoảng 22.7 thủng cái mức này với cái khối lượng khoảng 15 triệu cổ phiếu thì anh cho mình hạ ra tập trung cho cơ hội khác còn không mà nó chưa thủng những cái mức này nè thì sao? Thì anh chị cho cổ phiếu nó cân bằng rồi nó phục hồi ngược lên cho anh chị em. Được không ạ? À? Rồi ngoài ra những cái cổ phiếu khác trong những ngành khu công nghiệp ngày hôm nay có long hậu nè, cũng mực tăng rất là ok, tăng 6.9%, mực tăng trần, dòng tiền vào rất là tốt. Đấy, thì con long hậu nó có cơ bản cũng rất là hay nha anh chị em. Thì hôm nào có dịp ở tiệm sẽ chia sẻ anh chị cụ thể hơn. Tiệm vừa, em vừa mới nghiên cứu thôi, long hậu nó có cơ bản rất là hay, dòng tiền của nó rất là ok. Thì anh chị mình có hàng, anh chị mình cứ giữ bình thường và trong giai đoạn này thị trường nó đánh sẽ phân hóa. Ví dụ như Long Hậu tăng nhưng mà KBC nó đâu có tăng. Những thằng nào có sự tăng trưởng thì nó mới có những cái pha phục hồi. Còn với những nhóm ngành ngân hàng thì sao? Như ACB nè, vẫn loanh quanh ở những cái vùng này, đâu có gì đâu mà xấu anh chị em. Đủ nắng thì hoa sẽ nở, đủ lượng thì chất sẽ thay đổi. CTG nè, VB Bank nè, vẫn loanh quanh ở những cái vùng này. Thì uh, thị trường nó mỗi ngày nó sẽ dùng một con băng để mà nó kéo, nó kéo về cái chỉ số. Ví dụ ngày hôm nay nó có kéo con băng nào không ta? Hôm nay nó kéo liên việc à, tăng 0.2 cũng không nhiều. OCB cũng kéo về thăm chiếu rút chân à. STB tăng 0.2. À, ngày hôm nay có tiên phong băng cuối phiên bị rụt đầu một tí. À, nhìn chung vận động của những cái cổ phiếu hàng á, em cho rằng đây không phải là những cái vùng phân phối đâu, mà chỉ là một trong những cái quá trình đi ngang thôi. Còn riêng những cổ phiếu chứng khoán như là MBS đó, vừa ra cái kết quả kinh doanh quý 2 nó tăng trưởng 120% so với cùng kỳ. Đó là lý do tại sao cổ phiếu nó phục hồi bao nhiêu phần trăm rồi à? Nó phục hồi khoảng 11%. Rủ sao bắt đầu kéo giật ngược lên. Đấy, hay là VDS cũng như vậy nè Thằng nào mà kết quả kinh doanh của nó tốt Thì nó sẽ có những cái giai đoạn phục hồi trước Còn thằng nào mà kết quả kinh doanh của nó nó kém á ORS nè, hay là VIT nè Thì nó sẽ chưa có những cái pha phục hồi Và nó đợi thị trường lên Gọi là nước lên thì thuyền lên Chứ không phải là những cái cổ phiếu dẫn dắt FTS cũng đi ngang thôi CTS có một cái phiên test cung Em nghĩ nó sẽ có những cái pha bắt test về những cái vùng phía trên đấy Nên anh chị em mình còn cầm á anh chị muốn bán thì anh chị đợi những cái vùng giá trên đây này. Đấy lân quanh những cái đường MA 25 á, anh chị bán trên đây này. Còn những cái vùng này em nghĩ nó sẽ có những cái pha phục hồi cho anh chị em VND này. Lên MA 25 bắt đầu bị bán ngược thì nó đây là một trong những cái quá trình tạo đáy rồi. Quan điểm em VND này nó đã tạo đáy rồi, nhưng mà gì nó phải mất thời gian để mà nó phục hồi lên những cái vùng phía trên được không ạ? Rồi, ngoài ra những cổ phiếu dầu khí ngày hôm nay có BBB nè. Bật tăng 7.7% dòng tiền vào tương đối khá là tốt. Con này thì em chưa nghiên cứu được câu chuyện của nó, nhưng mà À, tối nay mình cũng phải ngồi mình nghiên cứu coi nó có cái gì hay mà dòng tiền vào rất là mạnh như thế này nên nghĩ đây là một cái phiên buy một cái phiên dòng tiền vào rất là ok nó phải xử lý cản bên trái trước này xử lý xong thì sao nó tạo một cái vai bên phải rồi nó có những cái file gì test đi test lại này rồi sau đó nó có những cái điểm break thì anh chị lưu ý con BVC để được rồi BVS BVD những cái cổ phiếu này cái kết quả kinh doanh quý 2 của nó nó không có sự tăng trưởng và những cái doanh nghiệp thượng nguồn á chủ yếu là nó đợi về cái dự án Lobeomon đúng không nhưng mà Lobel Mom nó vẫn đang chờ hai cái hai cái chủ sở hữu để mà ký quyết định cuối cùng nhưng mà nó chưa có ký thành ra nó vẫn bị treo qua đó thôi dự án vẫn bị treo thì giá cổ phiếu nó vẫn chưa có một cái chức xúc tác nào đủ lớn để mà nó tạo một cái con sóng về dầu khí ở trong những cái vùng mình được nó cứ xuống bên dưới thì nó quay lên những cái vùng miền trên thì em sẽ không ưu tiên vào những cái cổ phiếu dầu khí thượng nguồn tuy nhiên có BEX này hai ngày ba ngày kéo 11% phần trăm 13% anh chị thấy không? Để mà anh chị kiếm được 13% của cổ phiếu b á, anh chị phải nằm gai nếu mà con nó nè. Anh chị nhìn cái pha đập của nó này không mà Đập của nó như thế này nè Anh chị phải cầm qua hết những cái dịp này Thì anh chị mới có được mười mấy phần trăm Thị trường nó không có đơn giản đâu Ôi cũng như vậy nè Đúng mà Ôi nè Đấy BX nè Đây con này hả à. Ngày mai quay về tất là cái đỉnh Quá đẹp Tăng hơn một cho tám phần trăm Không gì để chê Câu chuyện vẫn còn Với những cái game về gì Về chi cổ tức nè Rồi chuyển sang lên hồ Khả năng là quý ba này nè Là nó sẽ chuyển được lên hồ đấy rồi chia cổ tức bằng cổ phiếu chia cổ phức uh, chia tức bằng tiền đó rất nhiều những cái câu chuyện để mà nó có cái động lực để mà nó kéo giá cổ phiếu thì làm sao mà nó chết ở trong những cái vùng này được hình như một cái vấn đề mà rồi thì bây giờ em sẽ tặng anh chị ba cổ phiếu mà em nghĩ nó sẽ có một cái biên bậc tăng trần cho anh chị em trong giai đoạn sắp tới tức là không phải là ngày một ngày hai đâu nó sẽ tăng từ 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 như như thế này là gọi là cái biên tăng trần này đấy ví dụ từ những cái vùng thấp nhất đến thời điểm hiện tại này nó tăng khoảng 8% phần trăm đây gọi là một cái biên độ tăng trần chứ không phải là múc một cái là nó tăng trần ngay nha anh chị em lưu ý cái vấn đề đó thì em cũng chia sẻ cho anh chị một vài cổ phiếu em đang lưu ý thứ nhất là cổ phiếu gì thứ nhất là cổ phiếu DBG à vì sao em lưu ý cái cổ phiếu này à, thì anh chị thấy á trong giai đoạn thị trường trung chỉnh nó cũng chỉnh nhưng khi thị trường vừa cân bằng này nó bắt đầu nó quay ngược trở lại đúng không à? nó quay ngược trở lại ngay và đây là những cái điểm gì những cái điểm swing là những cái điểm rủ của cổ phiếu nó giống khi nào em nó giống đây nè rủ nè bắt đầu cân bằng nè anh chị nhớ cái nhịp trước em nói anh chị nhớ cái cổ phiếu này à, sẽ quay lên lắp hết những cái gáp này đấy quay lên lắp hết rồi nè những cái điểm spring này bắt đầu cân bằng đó đã có những cái dòng tiền vào dòng tiền vào nè đi lên thấy không à dòng tiền vào nè đi lên anh chị thấy không à? thì những cổ phiếu này nó đang ở trong trạng thái là gì tạo nền vượt đỉnh thất bại gọi là cú gì UTA ha à, là vượt đỉnh thất bại đấy sau đó có một cái pha rũ gọi là cái điểm spring sau cái rũ bắt đầu kéo dứt ngược lên anh chị thấy không thanh khoản của nó rất là bé chứng tỏ ở ở, ở cái vùng này nè không có tổ chức bán nhiều mà chỉ cần một cái lực đẩy nhẹ thôi là nó cũng đẩy đẩy cái giá cổ phiếu kéo ngược lên thì đang là những cái điểm string ngày hôm nay là cái phiên tích cung thì quan điểm em anh chị thích lấy quanh 50 59 được à tham khảo uh, dbg quanh 59 quanh 59 cộng trừ nha lưu ý nha <laughs> là cắt lỗ kết loss đi kết loss ở bao nhiêu cái loss ở những cái vùng khoảng 56 à cái loss ở những cái vùng 56 tại anh chị mình tham khảo vì những cổ phiếu này chưa lên và nó vẫn còn ở đang những cái vùng nền dòng tiền của nó cũng có một cái trạng thái là quay trở lại nên là quan điểm em đây bây giờ nó sẽ còn những cái những cái biên để mà phá về những cái vùng đỉnh đấy và đi bây giờ nó vừa ký một cái hợp đồng liên quan đến sản xuất và cái kính ở một trong những cái tập đoàn lớn của bên Trung Hoa Trung Quốc ấy thì cái quy mô đó, đó khoảng hơn một hơn 45 triệu đô. Nhưng mà nếu như mà nó dự án này đi làm vào vào một cái bộ máy nó vận hành được anh chị em thì mỗi năm DBG nó có thể thu được khoảng 1 000 đến 1 500 tỷ là bình thường. Đó là một trong những kỳ vọng về tương lai của cổ phiếu DBG. Và anh chị thấy cái cấu trúc xét về kỹ thuật này, nó cũng có một cái biên tạo nền nó có cũng rủ bò và nó không có những cái pha bị bán tháo nào ở trong đây cả. Nó cân bằng và rất dễ có những nhịp chạy tiếp. Nên là anh chị em mình lưu cái cổ phiếu DBG này ha. Rồi, cái cổ phiếu số 2 là gì? Là cổ phiếu FRT với cái cổ phiếu FRT thì nó cũng không có gì là quá mới lạ với anh chị em đúng không ạ? À? Chứ nó chủ yếu vẫn đang ngang trong những cái vùng 100 là mấy này Nhưng mà anh chị thấy không? Nó đang bám cái đường MA15 đi lên. Nó đang bám túc tắc túc tắc để mà đi lên. Nó làm em nhớ đến cái gì? Nhớ đến nó giai đoạn trước đó nè. Cứ bám những cái đường MA15 túc tắc túc tắc để mà đi lên. Đi lên trong sự nghi ngờ của anh chị em. Đó. Những cái đoạn cứ bám những cái đường MA đi lên này. Đấy. À, và với cái cổ phiếu FRT á. Năm 2003 là một trong những cái năm tiêu dùng nó tạo đáy và uh, lợi nhuận doanh thu của FPT nó cũng âm âm và tên tới mức là gì nó bị đưa ra cái diện là được sử dụng mà zin luôn đúng không mà đưa vào cái vị cái, cái 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 diện là cảnh báo luôn nhưng mà hiện tại nha mục tiêu của tập đoàn của FPT là mở 400 cái cửa hàng nhà thuốc Long Châu nhưng mà đến tới thời điểm hiện tại là mở khoảng 90 cái cửa hàng rồi mà anh chỉ biết một một uh, cái cửa hàng Long Châu á nó một tháng là thu về khoảng được 1 tỷ 2 Bây giờ 90 cửa hàng rồi. Nếu như mà nó cải thiện được 400 cái cửa hàng thì anh chị biết một tháng doanh thu nó bao nhiêu. Lấy 1,2 x 400 lên anh chị. Và khi doanh thu một tháng như thế kết hợp với những cái mảng về gì bán lẻ của thằng F Studio nữa, những cái thiết bị uh, thiết bị điện thoại iPhone, Apple này thì anh chị biết lợi nhuận doanh thu của nó bao nhiêu nó vẫn là một trong những cái cổ phiếu về có những cái nhóm ngành tăng trưởng thì giá nó mới nằm ở những cái vùng kênh trên đó là về những cái mặt về câu chuyện về về gọi là fa của doanh nghiệp đúng không ạ còn về mà ta tức là về cái kỹ thuật á anh chỉ thấy những cổ phiếu này hầu như nó chưa có những cái pha bị bán tháo nào đúng không ạ à? vẫn đang bám những cái đường trung bình 15 để mình lên ngày hôm nay có cái phiên tăng 1.7% rất là ok thì em đánh giá nó sẽ có một cái biên nước rút kéo về những cái vùng trên 200 sẽ có những cái biên nước, nước rút kéo về những cái vùng trên 200 nên anh chị nào mình đang thích những cái cổ phiếu này á thì anh chị có thể là gì mình lấy lót lót qua 108 này hãy lấy lấy lót thăm dò quanh những cái vùng 108 đợi một cái biên nước rút để anh chị mình gì nên chủ động anh chị mình chốt lên anh chị đánh ngắn và những cái cổ phiếu này chỉ mang tính chất là đánh ngắn nha à, 183 cộng trừ đấy uh, loss ở những cái vùng 173 <laughs> Đấy, tham khảo đánh ngắn nha thì ở những cái vùng này đương nhiên là giá nó cao thì anh chị, anh không thể nào mà đi một cái quy mô vốn lớn vào những cái cổ phiếu này được chỉ ưu tiên anh chị mình gì đánh ngắn với những cái cổ phiếu này thôi được không mà rồi đấy hai cổ phiếu nha thứ nhất là gì để bây giờ thứ hai là gì là FRT rồi còn một cái cổ phiếu nữa còn một cổ phiếu nữa đây để em nhớ này uh, hòa phát Hòa Phát cũng được nhưng mà những cái cổ phiếu này nó hơi chậm, dành cho anh chị em nào một vốn lớn á, anh chị mình không biết mua cổ phiếu nào mà cần an toàn á, thì em anh nhắn câu Hòa Phát nha. Tại có nền tích lũy là có ruột bỏ có kiệt cung. Đấy con này cũng ok, nó cũng không có xấu đâu anh chị em. Tại anh chị nào mà vốn lớn thì mua quanh 28 được. Tại vốn lớn là bao nhiêu? Anh chị đánh vài tỷ á, anh chị mình muốn mua bán cho nó thoải mái, mua những cái cổ phiếu này. Tại tuy nó chậm nhưng mà nó an toàn cho anh chị em và nó vẫn có những cái câu chuyện về tăng trưởng. Đấy, rồi về những cổ phiếu bất động sản à ờ, Bất động sản thì à, hình như là còn con uh, TCH. Con TCH cũng rất là ok nha. Cấu trúc y chang con gì ạ? À? Y chang con DBG luôn. Đó, bắt đầu có một cái xu hướng là gì? Vòng cung hướng lên. Đấy nó như thế này Anh thấy không ạ? À? Nó đang có một cái xu hướng là vòng cung nó hướng lên. Đấy, vòng cung hướng lên này. Nó giống con last này. À, nó có giống những con last rủ xong bắt đầu có cái trạng thái là vòng cung ứng lên rất dễ có những cái điểm gì có những cái điểm nộ và quan điểm em những cái cổ phiếu mà em vừa chia sẻ này ví dụ như là dbg ví dụ tch nè rồi ví dụ như là frt này thì nó sẽ còn một cái biên tăng đó đó khoảng trên 7% trong giai đoạn sắp tới dành cho anh chị em nên là nếu mà bây giờ anh chị đang cầm tiền không biết mua cổ phiếu nào đó, thì anh chị có thể là tham khảo những cổ phiếu này Tuy nhiên anh chị mình muốn muộn phải chấp nhận cái vấn đề là giá nó sẽ cao hơn một tí và cái tỷ lệ nhà tư họ cho họ có lãi cũng như là nhà tư họ có hàng sẵn á, có thể họ thích tiền họ bán ra họ chốt lời. Ví dụ như là gì? Ví dụ như là hệ thống em nè, nguyên cái nhịp này em đã có bán đâu, đúng không ạ? À? Thì bây giờ thị trường mình lên, tài khoản mình lên thì mình có thể hiện thực hóa bớt một phần thì nó xảy ra những cái tình trạng về rung lắc. Đấy. Và em cũng đã trình bày và chia sẻ cho anh chị em rất kỹ về xu hướng của thị trường. Khả năng là thị trường nó không cần bùng bùng nổ mạnh đâu. Nhưng mà view em là thị trường sẽ vượt 1300 đấy tức là thị trường trong cái, cái, giai đoạn này nó chỉ cần đi ngang ở đây thôi nhưng sẽ có rất nhiều những cổ phiếu gì thay phiên nhau đi lên nó chỉ cần đi ngang thôi nó không cần phải bùng nổ mạnh nếu nó bùng nổ mạnh thì nó kéo những cái thằng băng là rất là dễ nhưng nó chỉ cần đi ngang sẽ có các cổ phiếu thay phiên nhau gì có những, những giai đoạn về tăng tốc như là đạm cà mau như là đạm phú mỹ đấy thấy không dòng tiền vào rất là ok đợi giá rất là tốt nữa mở gấp dòng tiền vào rất là ok luôn đấy thì quan điểm của em xuyên suốt từ khoảng tháng tư đến thời điểm hiện tại và nó đang diễn biến đúng với những cái nhận định của em thì nếu anh chị mình muốn kiếm một cái hạn lợi nhuận ba mươi bốn thì đương nhiên anh chị phải chấp nhận chịu được những cái cú chỉnh 34 mươi điểm để mà muốn ngồi vị trí không ăn được thì anh chị phải chịu những cái cảm giác là không ai chịu được ví dụ hệ thống máy này anh em nè anh chị biết lại được cái con đạm cà mau ba mươi hai mươi mấy phần trăm này nè mua từ những cái vùng phía dưới cầm đến thời điểm hiện tại tài, nó cũng đâu có đơn giản đâu đổ mồ hôi sơ nước mắt nhiều lúc anh chị hỏi là em ơi nhịp chỉnh này mình có bán không không bán mất lãi thì sao nhưng anh chị không bán thì anh chị mới có một cái thành quả được như ngày hôm nay đúng mà nên là nếu anh chị muốn thích đánh cái phương pháp của em muốn à, tham gia vào đúng hệ thống khách hàng để mà cầm được những cái cổ phiếu và cầm đến cuối chu kỳ á, thì anh chị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 077 575 chín ví dụ như những cái cổ phiếu nào em thông báo đánh ngắn như là g đánh ngắn thì em sẽ nói đánh ngắn còn những cổ phiếu nào em nói là cầm dài ví dụ đạm cà mau hay là những cái cổ phiếu ti sắc em sẽ nói chị mình cầm dài đây sẽ tùy thuộc vào cái bối cảnh của thị trường nên là anh chị nào mình thấy hay thấy thích nhớ ủng hộ một cái nút like đăng ký kênh và chia sẻ ha rồi và tổng quan về thị trường á thị trường này nó sẽ có một cái sự phân hóa và những cổ phiếu nào chưa tăng nó test cung test cầu ok xong thì nó sẽ tăng còn những cái thằng kênh trên sẽ là những cái cổ phiếu rất dễ bước vào những cái pha nước rút ví dụ hh nè chê chê nó có một ngày nó bùng nổ nước rút lúc nào cũng hay nha lưu ý những cái lời em chia sẻ tại vì em đánh cái thị trường này em quen quá rồi nó cứ lù 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 như thế này là bám như cái đường em 15 này bùng nổ nước rút lúc nào nó sẽ không hay đâu nên là anh chị em đừng có tư duy là gì à, bây giờ tôi đợi tôi bán ra nè tôi anh thấy không đi ngang nè bùng nổ nước rút nào không ai đâu tôi đợi tôi đợi nó chỉnh về tôi mua nhiều khi anh chị bán xong anh chị không mua được đúng với những cái cổ phiếu này nó là tầm nhìn càng lớn thì sao ạ à? thì anh chị sẽ kiếm được càng nhiều tiền và bớt đi những cái diễn biến ngắn hạn về thị trường rồi và đó là quan điểm cũng như là góc nhìn của em nếu anh chị mình thấy hay thấy thích nhớ ủng hộ một cái nút like đăng ký kênh và chia sẻ ha xin hẹn gặp lại anh chị trong những video kế tiếp và chúc cả nhà buổi tối thật là ngon giấc